những bất công ở đề cử đội hình hay nhất thế giới năm 2022 của FIFA. Sự xuất hiện của Cristiano Ronaldo, Alisson Becker hay Antonio Rudiger trong danh sách đề cử từ FIFPro khiến người hâm mộ bóng đá tranh cãi. Đội hình cầu thủ hay nhất năm là cuộc bầu chọn thường niên do Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới FIFPro tổ chức. Trong danh sách được đề cử cho năm 2022, nhiều cái tên gây tranh cãi và bị đánh giá không xứng đáng. Các trường hợp tiêu biểu có thể kể đến như Cristiano Ronaldo, Alisson Becker, Antonio Rudiger hay thậm chí Gavi. Ronaldo trải qua năm 2022 đáng quên trong màu áo Manchester United và tuyển Bồ Đào Nha. Thế nhưng, siêu sao 38 tuổi vẫn có tên trong danh sách đề cử. Nhiều người hâm mộ xem đây là sự bất công bởi nhiều cái tên xuất sắc khác nên được thế chỗ Ronaldo. Tiêu biểu như trường hợp của Vinicius, tiền đạo người Brazil chơi xuất sắc trong màu áo Real Madrid và đội tuyển quốc gia. Anh góp công lớn trong hai chức vô địch La Liga và Champions League mùa 2021-2022 của Los Blancos. Tại World Cup 2022, Vinicius cũng chơi không tồi. Việc Vinicius không lọt danh sách đề cử cho đội hình cầu thủ hay nhất năm được xem là bất công lớn. Ở các đề cử cho vị trí thủ môn, sự xuất hiện của Alisson Becker cũng gây điều tiếng. Thủ môn người Brazil không trải qua một năm quá xuất sắc. Thậm chí trong giai đoạn cuối năm 2022, Alisson sa sút phong độ và cũng mắc sai lầm khiến Liverpool để thủng lưới. Trong năm 2022, Marc-André Ter Stegen là thủ môn có phong độ cao. Nếu chỉ tính màn trình diễn cá nhân, người gác đền của Barca thi đấu không hề thua kém các đồng nghiệp tại châu Âu. Ở La Liga mùa này, Stegen mới chỉ để thủng lưới 7 bàn sau 21 trận, thành tích tốt nhất trong top 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Ở các đề cử cho hàng thủ, việc Rudiger được lựa chọn cũng gây khó hiểu. Trung vệ sinh năm 1993 không còn giữ được phong độ ấn tượng kể từ khi đến Real Madrid vào đầu mùa giải năm nay. Tại World Cup 2022, tuyển thủ người Đức cũng chơi không tốt. Gavi không có một năm 2022 thi đấu quá xuất sắc nhưng vẫn lọt đề cử của FIFPro. Nửa đầu mùa giải 2022-2023, tiền vệ 18 tuổi cũng chơi không quá nổi bật tại La Liga và World Cup. Vị trí của Gavi hoàn toàn có thể được thay thế bằng Aurélien Tour Ameni. Tiền vệ người Pháp có một năm thi đấu ấn tượng khi đóng vai trò trong hành trình vô địch La Liga và Champions League của Real Madrid. Tại World Cup 2022, tiền vệ 23 tuổi cũng góp công lớn giúp tuyển Pháp vào đến chung kết.